Các bạn xem lại thân mến, tháng 6 là mùa thi. Những kỳ thi quan trọng của bậc trung học phổ thông đều diễn ra trong tháng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tháng 6 đã có kết quả khá tốt. Sau đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra cách đây mấy ngày đã diễn ra nghiêm túc nhằm đánh giá đúng thực chất học lực của học sinh. Ghi nhận của chúng tôi về những kỳ thi đã diễn ra. Vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, kết quả thi tốt nghiệp năm nay có tỷ lệ học sinh đậu cao hơn năm ngoái. Kỳ thi đã diễn ra trong trật tự, an toàn, nghiêm túc. Hội đồng coi thi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi đều bị xử lý theo quy định. Tính chung trong toàn tỉnh, tỷ lệ học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp đạt 98,3%. Nếu tính cả thí sinh tự do, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của tỉnh Tây Ninh đạt 97,75%. Đây là một tỷ lệ khá cao. Mặc dù tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp của tỉnh Tây Ninh vẫn thấp hơn so với nhiều địa phương khác, nhưng đây không phải là một điều đáng lo. Vì thật khó tin rằng tỷ lệ gần đạt 100% ở nhiều nơi là khách quan, đúng thực chất. Ở khối giáo dục thường xuyên, tỷ lệ đậu tốt nghiệp chung đạt trên 81%. Trong đó, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Tây Ninh và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Châu Thành đạt trên 93%. Theo tôi đánh giá đó, thì cái tỷ lệ tốt nghiệp năm nay cũng phản ánh đúng thực chất cái chất lượng dạy và học của các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Nó tăng 3,58% mà chủ yếu là do năm nay là bộ đã đổi mới kỳ thi tốt nghiệp từ 60 môn buộc thì chỉ còn có 20 môn buộc và học sinh được quyền chọn là 20 môn tự chọn phù hợp với lại cái năng lực cái sở trường của mình. Và kết quả thi năm nay á, nó còn được quyết định bởi 50% mà điểm trung bình có 5,12, cho nên cái tăng 3,58% ở hai khối thông tôi nghĩ là cũng là bình thường thôi, phản ánh khá là thực chất cái kết quả dạy và học trong 32 trường phổ thông của tỉnh. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 vừa qua, 20 hội đồng coi thi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014-2015. Kỳ thi lần này có hơn 9.000 thí sinh dự thi vào 23 trên 32 trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. 9 trường còn lại không thi tuyển sẽ tổ chức xét tuyển vào giữa tháng 7 sắp tới. So với năm học trước, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm nay không có nhiều thay đổi. Phần lớn các trường trung học phổ thông đều tổ chức thi tuyển. Chỉ có một số ít trường xét tuyển, đó là các trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung học phổ thông Quỳnh Thúc Kháng, Trung học phổ thông Châu Thành, Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh, Trung học phổ thông Tân Đông, Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu và phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh. Việc tổ chức thi tuyển cho phần lớn các trường được thực hiện 2 năm trở lại đây. Trước đó, phần lớn các trường xét tuyển, Sở Giáo dục Đào tạo đã có nhiều lý do để đổi phương thức tuyển sinh bằng xét tuyển. Thì tôi thấy là cái việc tổ chức thi tuyển là cần thiết, tại vì qua thi tuyển như thế thì nó tạo cái động lực để các em là cố gắng học tập, nâng cao hơn nữa cái chất lượng học tập các môn phổ thông. Và tôi nghĩ là đó là cần thiết. Còn những cái địa bàn mà ở vùng sâu vùng xa, rồi cái học sinh được diễn tập thì theo quy định là được xét tuyển theo đúng cái quy định của bộ. Thì trong tổng số là 11.734 em tốt nghiệp trung học cơ sở năm nay á, thì chúng ta sẽ tổ chức thi tuyển và xét tuyển khoảng 80% các em vào học các trường trung học phổ thông, số còn lại thì các em sẽ vào các cái trung tâm thường xuyên hoặc vào các trường trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh. Phân luồng cái cuộc kỳ thi năm nay là cũng nhằm để mà phân luồng học sinh, chúng tôi cũng muốn là đẩy mạnh hơn nữa cái phân luồng sau được cơ sở sẽ làm sao có khoảng là hơn 20% vào các trung tâm thường xuyên cũng như vào các trường trung cấp nghề của trường của tỉnh. Hy vọng rằng qua việc tổ chức nghiêm túc kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh sẽ thực hiện hiệu quả việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Qua kỳ thi tuyển sinh, sẽ đánh giá thực chất kết quả rèn luyện của học sinh ở cấp học trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu học thực chất, thi thực chất.
Ngày công bố kết quả thi tuyển vào các trường trung học phổ thông dự kiến là ngày 8 tháng 7. Nguyên tắc xét của các trường là thí sinh không có điểm không. Riêng trường trung học phổ thông chuyên Quảng Lê Kha đòi hỏi thí sinh không có điểm từ 2 trở xuống. Các bạn xem lại thân mến, ngay trước khi học kỳ 2 năm học 2013-2014 kết thúc, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Giáo dục tỉnh Tây Ninh đã có những bước chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ thị trường sách học trong hè và sách cho năm học mới. Khi học kỳ 2 của năm học 2013-2014 chưa khép lại, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Giáo dục Tây Ninh đã có kế hoạch chuẩn bị cho thị trường sách vào dịp hè và năm học mới. Từ tháng 4, công ty đã đăng ký số lượng các mặt hàng thiết yếu và giảm giá cho các bộ sách giáo khoa, giá mua tập vở để tham gia thị trường bình ổn giá. Hiện nay, các bậc phụ huynh đã có thể mua cho con em mình bộ sách giáo khoa, các loại sách bài tập theo chương trình của học sinh phổ thông để các em có thể ôn tập và học trong hè. Giá bán hiện đang được giảm 10% theo chương trình bình ổn giá. Sách giáo khoa, sách bài tập và các dụng cụ học tập thiết yếu đã được phân phối về các nhà sách, đảm bảo không thiếu sách phục vụ nhu cầu học hè và cho năm học mới. Có hơn 800.000 cuốn sách giáo khoa đã được phân phối tại các tiệm sách, nhà sách trên địa bàn tỉnh. Tất cả đều có giá bán như nhau và được giảm 10% giá bìa. Theo quy định của Bộ Giáo dục thì cái sách giáo khoa hiện nay gọi là giao cho các công ty sách thiết bị trường học cấp cho các cái trường học để mà thực hiện cái phục vụ hè và năm học mới 2014-2015. Thì hiện nay mà công ty sách đã chủ động đã tham mưu sở dục để nhận kế hoạch sách theo cái kế hoạch được phân hàng năm của tỉnh nhà, thì để cho làm sao đó mà cung ứng phục vụ đến tay học sinh, là không để các học sinh thiếu sách và sót sách. Thì không vì theo chủ trương của bộ thì không vì cho học sinh bỏ học vì thiếu sách. Đó là những cái chủ trương lớn mà công ty sách thiết bị phải chấp hành thực hiện theo đúng cái chủ trương. Thì còn về cái kế hoạch phân bổ sách, kế hoạch sách đó, thì hàng năm thì cũng khoảng hơn 1 triệu bản sách giáo khoa và cũng khoảng sắp xỉ cũng 600.000 cái bản sách bổ trợ tham khảo. Có một điều đáng lo ngại là năm nay đã có sách giả, sách lậu xuất hiện trên thị trường sách tỉnh Tây Ninh. Số lượng chưa được thống kê nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. Bên cạnh đó là việc thách thức các ngành quản lý và vi phạm bản quyền. Hiện nay trên địa bàn Tây Ninh có một số loại sách gọi là sách lậu, sách giả, thì nó tràn về Tây Ninh. Thì hiện nay mà nói thì cái việc này thì nó làm cái sách giả này không có chuẩn về chương trình, làm ảnh hưởng đến cái quyền lợi của người tiêu dùng, cụ thể là học sinh và phụ huynh học sinh. Thì đối với các tỉnh thì hàng năm thì có cái thành lập cái tổ để cùng công ty để kiểm tra cái loại sách giả cho nó tin các đại lý bán và phục vụ cho học sinh, thì cái nào mà gọi là sách giả thì phát hiện và xử lý kịp thời, trình các cơ quan chức năng kịp thời. Thì thật ra nói thì sách giả thì rất là khó phân biệt, nếu mà không phải là cái người trong cái giáo viên hoặc nhiệm vụ chuyên môn thì đó học sinh dễ nhầm lẫn. Đến khi học phát hiện nội dung không chuẩn soi sách thật thì lúc đó mới biết là sách giả. Đó là những cái mà tới đây thì công ty cũng tính là dự kiến tham mưu với sở để mà tham mưu với xin ý kiến của sở truyền thông và an ninh văn hóa, công an an ninh văn hóa và quản lý thị trường phối hợp để rà soát lại cái sách giáo khoa nó thật đúng theo cái yêu cầu và đúng theo chương trình và loại trừ cái hiện tượng sách giả làm ảnh hưởng tới cái chất lượng học sinh. Bên cạnh việc đón trước kế hoạch năm học để phục vụ học sinh của công ty phát hành, ngành giáo dục ở các địa phương các năm qua cũng đã có nhiều hoạt động quan tâm đến quyền lợi sách giáo khoa của các em. Các em học sinh nghèo, học sinh con em dân tộc thiểu số luôn được quan tâm hỗ trợ tặng sách giáo khoa trước mỗi năm học. Nhiều trường học, đoàn thể và các mạnh thường quân cũng đã có nhiều hoạt động giúp đỡ học sinh khó khăn, như mua sách tặng bạn nghèo, giữ gìn sách đã học để tặng lại các em học sinh lớp dưới. Các bạn xem lại thân mến, chương trình giáo dục đào tạo của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.